Hai là bài về gan to, khám gan to. Thế thì nếu như là trong quá trình mà trao đổi thì các bạn là tắt mic, nếu ai có việc đấy thì hoặc là điện thoại thì cố gắng để chế độ yên lặng để không ảnh hưởng nhiều tới các bạn khác nhé. Chúng ta bắt đầu. Bài thứ nhất là cái về khám và chẩn đoán vàng da. Đấy, thì tôi rất tiếc là đúng là vì mùa dịch nên là nó không có những cái chia sẻ trực tiếp. Và chia sẻ trực tiếp thì tôi nghĩ là nó hay hơn rất là nhiều. Và chúng ta có cái sự gọi là giao tiếp trực tiếp, có thể chia sẻ, có thể hỏi các bạn. Thế nhưng mà những cái này thì nó cũng hạn chế. Đấy, mà tôi cũng không có quá khắt khe là qua cái câu hỏi để điểm danh các bạn làm cái gì cả. Chúng ta học đại học rồi. Cái bài thứ nhất mà tôi chia sẻ thứ nhất là về vàng da. Thì trong những cái bài này thì các bạn sẽ cố gắng là thực hành khám được những cái bệnh nhân vàng da. Cái thứ hai là một số những cái thăm dò thường làm, thường gặp để chúng ta tiến hành khi mà những cái bệnh nhân mà vàng da để chúng ta tiến hành thăm dò gì, chẩn đoán hình ảnh gì, các xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm nước tiểu để chúng ta chẩn đoán các cái bệnh nhân để chẩn đoán các nguyên nhân vàng da và chúng ta chẩn đoán phân biệt được một số những cái vàng da mà thường gặp ở trên lâm sàng. Như các bạn đã biết là như thế này, cái màu của da và niêm mạc ấy thì là do tăng cái bilirubin ở trong máu bệnh nhân và thường là những cái này nó là cái dấu hiệu chỉ điểm của bệnh lý gan mật. Và theo các bạn thì chẩn đoán vàng da có khó không? Chẩn đoán vàng da chủ yếu là vì quan sát. Có khi là chả cần phải bác sĩ thì cái người bệnh nhân ấy, người ta đã phát hiện ra là bị vàng da rồi. Chỉ có một số ít là cái vàng da, một là nó không rõ ràng, hoặc hai là người ta quá ít quan tâm đến bệnh, người ta không để ý. Nhưng tuy nhiên thì trên thực tế thì các bạn sẽ thấy là nếu bệnh nhân mà không để ý thì những cái người tiếp xúc trực tiếp và người ta nhìn thấy thì người ta đã có thể nhắc nhở hoặc người ta phát hiện ra rồi. Bởi vì theo những cái lẽ thông thường ấy, khi mà các bạn mà gặp những người bị vàng da thì trong cái đầu của mình ấy, mình đã những cái người hoặc là thậm chí kể cả những người dân ấy, họ luôn nghĩ đến là một cái nguyên nhân gì đó mà có thể lây nhiễm. Nên khi người ta nhìn thấy vàng da là người ta thường là dễ phát hiện, hoặc là người ta phát hiện thì người ta sẽ nói lại cho cái bệnh nhân ấy, hoặc là người ta sẽ tránh ra luôn. Nên cái chẩn đoán vàng da về mặt lâm sàng thì không quá khó, trừ khi là cái tăng bin nó quá nhẹ mà nó chỉ ở mức gọi là hơi thoáng qua, hoặc ở những cái người người ta thiếu máu hoặc người ta dùng một số những cái chất mà nó làm tăng bilirubin thì có thể khó chẩn đoán hơn. Chứ còn trong đa số các trường hợp ấy, thì chẩn đoán vàng da là chẩn đoán lâm sàng. Cái khó của chúng ta là gì? Là chúng ta chẩn đoán nguyên nhân tại sao bệnh nhân vàng da. Và nếu như vàng da ấy thì khi có nguyên nhân thì chúng ta mới điều trị được. Đấy, thì đấy là cái mà các bạn lưu ý trên lâm sàng. Chẩn đoán về lâm sàng là có vàng da không vàng da không phải chẩn đoán khó. Nhưng cái mà để chẩn đoán, để tìm nguyên nhân là tại sao bệnh nhân vàng da thì câu chuyện không phải lúc nào cũng có thể làm được. Và tôi phải nói thật sự với các bạn là trên thực tế lâm sàng ấy, chẩn đoán tìm nguyên nhân vàng da là một chẩn đoán khó trong một số trường hợp. Đấy. Chúng tôi có thể là loay hoay rất nhiều nhưng mà cũng không không thể lý giải được hết là cái đấy thực sự là nó bị bệnh ở đâu. Trong một số trường hợp đặc biệt thì thậm chí người ta phải sinh thiết, người ta tìm. Đấy. Tôi nói ở mức độ như thế này thì các bạn có nghe được không? Có nghe rõ? Có cô ơi. Có cô ạ, Có có nghe được ạ. Ok, rồi. Nhìn thế này có rõ không? Nhìn thấy vàng da có rõ không? Cháu này Có. thì không cần phải bàn rồi phải không? Thế như các bạn sẽ thấy này, những cái bắt đầu như thế này này là có những cái lúc không phải lúc nào mình cũng chẩn đoán ra. Ví dụ như cái này có thể khó hơn một chút. Cái này nhìn thì có thể nếu như so với một bệnh nhân hoặc là một người bình thường ở bên cạnh thì các bạn có thể xòe bàn tay ra, chúng ta có thể thấy ngay. Nhưng mà nếu như là cái màu da của người ta đã hơi gọi là mái mái rồi thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn ra. Thế thì bên cạnh những cái mà vàng da như này thì các bạn sẽ thấy này, củng mạc mắt này nó cũng rất là vàng. Tất nhiên vàng đến như thế này thì kinh khủng quá rồi. Đấy, đây các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, nó vàng.
nhìn thế này đấy, nhìn vàng da về mặt lâm sàng không khó đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, khi mà khám lâm sàng một cái bệnh nhân vàng da thì chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên chắc chắn là cái đầu tiên là đã vàng da, nghĩa là chúng ta quan sát cái màu da của bệnh nhân. Quan sát ở đâu? Mình sẽ những cái gì mà gần dễ kiểm tra nhất khi thì khi mình tiếp xúc ấy, thì ví dụ như khi mình khám thì bao giờ mình cũng bộc lộ da của bệnh nhân để mình xem. Nhưng khám để vàng da thì cái đầu tiên cần phải lưu ý là mình nên xem dưới ánh sáng tự nhiên, nghĩa là dưới ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng tự nhiên. Chứ còn các bạn để ở trong buồng bệnh, các bạn bật điện, kể cả đèn vàng, kể cả đèn neon thì nhiều khi cái màu da nó không thật. Thế thế và chúng ta cố gắng là xem dưới ánh sáng tự nhiên và quan sát màu da, thì người ta thấy là có vài cái nơi, ví dụ những cái nơi mà hay bị che lấp ấy, ví dụ ở lưng chẳng hạn, ở ngực, ở bụng thì hoặc là ở các nếp gấp ấy, thì các bạn quan sát nó có thể nó dễ thấy hơn. Bởi vì những có những cái người mà người ta da người ta rất là đen, hoặc là những cái chỗ mà hở mà nó tiếp xúc với nắng nhiều, da nó nắng nó đen quá, thì nhiều khi bệnh nhân vàng da nhẹ nhẹ thôi các bạn sẽ không thấy được. Và khi mà chúng ta khám vàng da thì vì để tránh những cái trường hợp bỏ sót thì có những cái bao giờ mình cũng nên vạch mắt bệnh nhân ra để mình xem là cái tổ mạc mắt bệnh nhân có vàng không, nghĩa là có kèm vàng không, hoặc thậm chí há miệng để mình xem những cái vùng ở dưới lưỡi, hoặc là mình bảo bệnh nhân xòe cái lòng bàn tay như da hoặc là da ở mặt để mình xem và mình đối chiếu xem là cái này có thực sự là vàng da. Mà màu nó nhợt nhạt cả ra. Đấy, thì đấy là vài cái trên thực tế lâm sàng. Nếu các bạn đi, các bạn khám nhiều thì lúc đó mình sẽ có dần có kinh nghiệm. Cái đầu tiên là khi mà chúng ta khám bệnh nhân vàng da là mình quan sát màu da. Sau đó là tiếp theo mình cứ vạch luôn mắt ra, mình để mình xem những cái chỗ mà nó rất là nó không bị lẫn bởi những cái vàng da khác thì nó dễ khi chúng ta phân biệt. Một số những cái mà chúng ta lưu ý, chúng ta phải phân biệt khi mà bệnh nhân có cái vàng, ví dụ như là khi mà ăn những cái nó có nhiều cái vitamin A, beta caroten, ví dụ như chúng ta hay nói là ăn cà rốt chẳng hạn. Đấy, thế có người thì nói cà chua, nhưng trên thực tế thì cái cà rốt ấy ăn nhiều ấy, thì chúng ta thấy là hoặc là ăn nhiều đu đủ ấy, là chúng ta có thể gặp. Thế thế nhưng bệnh nhân thì có cái biểu hiện vàng da, hoặc là các bạn bảo xòe lòng bàn tay ra thì các bạn thấy, tuy nhiên thì nó lại không vàng mắt. Đấy thì là cái để mà chúng ta khi chúng ta phân biệt. Hoặc là một số những người mà người ta sử dụng một thuốc đấy, ví dụ thường những cái thuốc sốt rét ngày xưa thôi chứ còn bây giờ thì nó ít hơn được. Thế thì có thể nó gây những cái vàng da. Thế tuy nhiên thì chúng ta lại phải cố gắng khi chúng ta phải đối chiếu khám cả cùng mắt, cả cùng mặt mắt thế, rồi khám ở những cái vị trí khác nhau để chúng ta phân biệt khi những bệnh nhân mà ăn những cái thức ăn nhiều. Với những cái này thì thường nhiều khi là người ta ví dụ ăn nhiều cà rốt hoặc là đu đủ chẳng hạn, thì mình chỉ cần giảm cái chế độ ăn thì cái triệu chứng vàng da này nó sẽ hết. Cái thứ ba, thứ nhất là màu da này, sau đó là đến vùng niêm mạc và cổ mạc. Cái thứ tiếp theo là cái thứ ba là nước tiểu. Đấy. Nước tiểu thì chúng ta phải thấy là nước tiểu của chúng ta bình thường ấy thì nó vẫn cứ có những cái sản phẩm chuyển hóa của mật vào, nên nước tiểu của chúng ta màu nó cũng màu vàng. Nếu như chúng ta tiểu nhiều hơn thì thường nước tiểu nó cũng có trong hơn, màu nó sáng hơn. Nhưng nếu trong những cái hôm mà ví dụ trời nắng chẳng hạn, chúng ta mất mồ hôi nhiều thế, hoặc là khi chúng ta sốt chẳng hạn, thế bị mất nước qua cái đường hơi thở thế và qua da, thì cái lượng nước tiểu nó ít đi, thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là cái nước tiểu nó đã sẫm màu rồi. Thế thì khi mà màu nước tiểu ở những cái bệnh nhân mà bị vàng da ấy, nghĩa là bệnh nôm na là bệnh về gan đi, thì các bạn sẽ liên quan đến gan mật đi, thì các bạn sẽ thấy là nước tiểu này nó màu vàng sẫm màu. Đấy. Màu sẫm màu, nếu như là nhẹ hơn thì màu nó gọi là màu vàng nghệ, nghĩa là nó cái màu nó đặc hơn, nó đậm hơn. Nhưng nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân bị những cái đợt mà bị tổn thương gan chẳng hạn, viêm gan ấy, thì có thể các bạn sẽ hỏi bệnh nhân là nước tiểu nó rất sẫm màu, thậm chí có những người họ tả là màu nó sẫm như màu nước vối ấy. Khi mà người ta tả cái cho các bạn là màu nước tiểu như màu nước vối thì chúng ta sẽ phải hiểu là trong đa số các trường hợp
thì sẽ là màu nước tiểu khi mà có tổn thương gan, có những cái ví dụ như là ở urobilin ở trong nước tiểu nhiều thì nó sẽ vàng sậm. Nhưng ngoài ra trên thực tế lâm sàng thì ví dụ có những cái trường hợp mà họ dùng thuốc chẳng hạn, có những cái mà các bạn sẽ phải phân biệt. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp cô đặc lích tiểu, giống như tôi đã nói là khi mình mất mồ hôi nhiều, khi mình sốt, thế thế thì đấy là những cái mà trên lâm sàng là hay gặp. Còn ngoài ra thì một số những cái thuốc nó cũng gây nước tiểu sẫm màu, giống như các bạn mà uống những các một số những các loại vitamin chẳng hạn, thế thì đến khi đi tiểu là màu nó đã vàng rồi. Giống hồi bé mà chúng ta hay dùng, người ta gọi nôm na là thuốc bổ đấy, các những cái thuốc đấy. Thậm chí là chúng ta ăn những cái chất mà như thế nào thì cái màu nước tiểu nhiều khi là nó đã có những cái màu tương tự, giống như là rau dền chẳng hạn, tôi lấy ví dụ thế. Thế thì và còn trên thực tế thì còn một cái nữa là mà những cái này thì chúng ta lại phải phân biệt khá nhiều. Tôi lấy ví dụ như là như này, bocfirin. Các bạn trong những cái bài hôm nay thì nó sẽ là một cái gọi là tổng thể về cái vàng da thôi, chứ còn thì những cái xung quanh vàng da này nó rất rộng, nó cũng khá nhiều cái sâu, thì có những cái có thể là mình chưa hiểu được cặn kẽ lắm thì các bạn cứ ghi nhận, sau đó là trong quá trình đi lâm sàng chúng ta sẽ tìm hiểu dần. Porphyrin là cái gì? Porphyrin nó là cái sản phẩm chuyển hóa. Các bạn nghe sẽ có một cái bệnh là porphyry, là ở những cái bệnh nhân mà tự nhiên lại đau bụng, xông đái, nước tiểu rất là sẫm màu. Đấy, thế thì cái này thường sau đó lại yếu cơ. Đấy, cái thì thỉnh thoảng chúng tôi có gặp đau bụng porphyrin. Thì porphyrin ở trên lâm sàng thì sau đó lại liệt cơ, đi tiểu sẫm màu rồi tiêu cơ vân. Đấy, các bạn sẽ đi thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp trên lâm sàng. Cái loại thứ hai mà đi tiểu hemoglobin. Đấy, ví dụ như trong những trường hợp mà gọi là nó vỡ hồng cầu hay cái gì đó. Cái mà tiếp theo nữa là myoglobin. Thì các bạn sẽ thấy là cái này là thường là sản phẩm của cơ cơ vân. Nó bị tắc lại ống thận hoặc là nó bị thải qua nhiều ống thận. Cái này trên cái myoglobin thì lại là cái mà rất hay gặp ở trên lâm sàng. Ví dụ như là khi mà bệnh nhân bị co giật chẳng hạn, bệnh nhân nằm lâu mà nó bị tì đè nhiều, hoặc là những cái người mà họ đi tự nhiên họ hoạt động tăng cường rất là nhiều ấy, ví dụ như là vận động viên này, hoặc là mình khởi động không tốt này, hoặc là những cái người mà ít hoạt động mà trong một cái buổi nào đó lại hoạt động mạnh hơn, thì cái cơ vân của mình nó bị giật, nó bị tổn thương hoặc là bị chấn thương chẳng hạn, bị đánh, bị đụng giật, bị va chạm, thì làm cho cơ vân ấy nó bị tổn thương. Và khi tổn thương cơ vân nó vỡ ra thì nó giải phóng một cái thành phần là myoglobin. Những cái này bình thường sẽ thải qua nước tiểu. Đấy, và thải qua nước tiểu nên là cái nước tiểu nó sẽ rất là sẫm màu, nhiều khi nó như là nước vối ấy. Đấy, nước nước vối. Thế thì khi mà với những cái trường hợp như thế này thì trước kia thì người ta ít để ý, nhưng bây giờ thì trong chuyên ngành và hồi sức của chúng tôi thì người ta sẽ để ý rất nhiều đến myoglobin và tình trạng là gọi là tiêu cơ vân. Vì nếu như tiêu cơ vân này mà nó nhiều ấy, thì nó sẽ làm tắc cái ống thận lại và sẽ gây nên suy thận cấp ở bệnh nhân tiêu cơ vân. Thì cái người ta gọi là CK đấy, creatinine kinase, thì thông thường của nó là trong cái sinh hóa bình thường ấy thì nó dưới 200 u trên lít. Thế nhưng nếu như mà cái tiêu cơ vân này mà nó cái CK đấy mà nó trên 1.000 thì người ta gọi là tiêu chuẩn tiêu cơ vân. Thế thế và trên 5.000 thì lúc đó là cái nguy cơ mà bị suy thận nó rất là cao. Các bạn sẽ thấy là những cái bệnh nhân chấn thương, những cái bệnh nhân ngộ độc rượu, những cái bệnh nhân bị co giật do động kinh, và có một cái mà chúng tôi cũng hay gặp là ở những cái người mà bị hội chứng cai rượu hoặc là tâm thần mà nó cứ rung cơ rung giật liên tục ấy. Ê, hội chứng cai rượu là cũng cái mà rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân tiếp theo nữa, là ngộ độc một số những cái chất như ma túy tổng hợp chẳng hạn. Đấy. Họ hoạt động liên tục, thậm chí trên lâm sàng các bạn sẽ gặp cả những cái người, ví dụ như trước kia chúng tôi thỉnh thoảng gặp mà cái chương trình gì mà con có thể làm được tất cả đấy. Đấy. Mấy cái thầy cô mà dạy được kỹ năng sống ấy, kỹ năng mềm ấy cho các cháu chống đẩy. Ví dụ như là mỗi ngày nó đều chống đẩy, nó tập dần,
giống như mình khởi động trước khi mình thể dục ấy, hoặc là các ngày nó tăng dần thì câu chuyện không sao. Nhưng mà nếu như cùng một ngày bảo lúc nào cũng con làm được, thế là cháu đang đẩy được cả 20 cái lại cô đẩy chống đẩy, mà con làm được, thế là các con rời thi nhau chống đẩy và cuối cùng là buổi tối là đái sẫm màu. Nhưng rất tiếc là người ta cho các cháu chống đẩy nhưng người ta không huấn luyện thêm một cái kỹ năng bảo vệ nữa, là cơ nó bị tiêu rất nhiều. Những cái mà mình đau mỏi cơ, những chuyển hóa mà yếm khí nó tạo axit lactic đấy, đấy. Thế thì những cái đấy phải cho uống nước nhiều để nó thải nhiều, không thì tắc ống thận. Và rất tiếc là trong những trường hợp mà con làm được tất cả thì đã có những cái cháu mà bị tiêu cơ vân và suy thận mà phải vào cấp cứu chỗ chúng tôi. À, ngoài ra thì một số những cái thuốc rifampicin. Rifampicin là những cái thuốc mà để điều trị lao đấy. Đấy, những cái thuốc đấy thì các bạn sẽ thấy là một số những cái chúng ta phải để ý là khi với những cái nước tiểu mà vàng hoặc là sẫm màu này thì một số cái chúng ta phải phân biệt với những cái đấy để tránh nghĩ rằng là cái đấy không phải là do những cái mà do tăng bilirubin máu, mà đó là do những cái sản phẩm mà nó làm cho màu nước tiểu nó thay đổi. Cái triệu chứng thứ tư mà các bạn phải quan tâm đấy là ví dụ như là triệu chứng màu nước tiểu, rồi bây giờ đến màu phân. Phân là có bạc màu hay không? Thế thường thì là nếu như là màu phân ấy, thì nó vẫn phải có những cái màu của mật, sản phẩm của mật vào thì lúc đó nó mới tạo được màu vàng. Thế nhiều mật quá thì nhiều khi nó còn có cả màu xanh nữa, màu màu vàng nhưng vàng sẫm ấy, màu vàng xanh. Thế thế nhưng mà nếu như trường hợp mà nó không có mật vào thì lúc ấy là màu nó sẽ bạc. Người ta hay dùng cái từ bạc như cứt cỏ. Thế thế thì nhưng mà thì cái đấy thì để mình xem. Thế thì xem lại. Còn một triệu chứng thứ năm nữa là cái bilirubin này nó sẽ ngấm vào trong da và bệnh nhân sẽ ngứa. Nếu như những cái bệnh nhân mà bị tắc mật lâu ấy, thế thì cái ngấm trên da thì các bạn sẽ khi mà khám thì mình ngoài cái màu da thì chúng ta xem màu mắt, chúng ta xem màu nước tiểu, chúng ta xem màu phân và chúng ta xem là bệnh nhân có ngứa không. Có rất nhiều người người ta ngứa mà ngứa sau đó người ta gãi xước hết cả tay chân và những cái vị trí mà ví dụ như là quanh cả quần này hoặc là ở lưng ấy, là những cái mà chúng ta nhìn thì thấy khi khám bệnh nhân là những cái bao giờ chúng ta cũng phải quan sát thử xem là có triệu chứng vàng da không, có những cái hậu quả để lại không, hoặc là nhìn thấy để có định hướng được cái nguyên nhân do tắc mật hay là để là phân nó bạc màu hay không. Đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Về xét nghiệm thì thường thì là cái vàng da này thì là xảy ra khi mà mình có cái tăng cái lượng bilirubin trong máu. Cái thông thường các bạn sẽ thấy ở trên lâm sàng ấy là cái bilirubin toàn phần ấy nó dưới 17 micromol trên lít. Thế thấy còn trực tiếp thì dưới 4,3 mà gián tiếp thì dưới 12,7. Thế tuy nhiên là nếu như khi mà bilirubin nó tăng cao nhiều ấy, thế nôm na ở đây các bạn sẽ thấy là khoảng độ gấp đôi chẳng hạn, thì lúc đó là chúng ta có thể thấy được rõ ở trên lâm sàng. Đấy thì đấy là những cái vài cái chúng ta lưu ý. Bình thường khi mà định lượng các chất ở máu ấy thì bao giờ người ta cũng cho một cái là kết quả của bệnh nhân, và bây giờ thì nó rất là automatic, nó cho luôn cái người ta gọi là cái range, nghĩa là cái khoảng tham chiếu, cái lượt khoảng bình thường của bệnh nhân. Đấy, thì mỗi cái máy nó sẽ có một cái khoảng tham chiếu gọi là khác nhau, nên các bạn sẽ thấy con số có thì chỗ thì đánh là 0,6, 0,8 hoặc 0, mấy, nhưng mà milimol thì thông thường là dưới 17, có thể lệch nhau khoảng một hai đơn vị gì đó, nhưng mà nó cái đấy thì mỗi máy sinh hóa nó đã có khoảng tham chiếu ở ngay bên cạnh này. Có những cái loại nó còn theo nam theo nữ để cho các bạn theo dõi, ví dụ như là chức năng thận chẳng hạn là người ta có cái chỉ số riêng của nam của nữ, bởi vì là cái đo đấy nó do ảnh hưởng cả thêm cả khối cơ, nên là nhiều khi là nam nữ nó khác nhau, hoặc là cái thể tích mà dịch của nam và nữ mỡ biết các thứ nó khác nhau, nên đối với giới thì có thể là người ta sẽ phân biệt riêng tùy theo cái loại sinh hóa. Nên khi các bạn đánh giá sinh hóa của bệnh nhân thì bao giờ chúng ta cố gắng để xem luôn cái mức tham chiếu ở bên cạnh để đến khi mà chúng ta kết luận cho nó chính xác hoặc là nó khách quan. Thế thế và một số những cái khác nữa là xét nghiệm nước tiểu để xem là có những cái thành phần của mật, sắc tố mật, muối mật ở trong nước tiểu hay không. Về chẩn đoán phân biệt với các loại vàng da. Thế thế thì có vấn đề gì không? Các bạn có nghe được không? Bạn nào không, còn nếu không thì các bạn nào tắt mic đi. Vâng, Chẩn vẫn đoán. nghe được. Ok. Thế chẩn đoán phân biệt với các loại vàng da thì thứ nhất là nếu mà uống nhiều thuốc ấy
thì bệnh nhân chỉ có vàng da thôi, mắt bệnh nhân này không vàng, nghĩa là cổ mạc mình vạch ra một cái mình thấy không vàng. Nước tiểu thì không có sắc với mật và muối mật, và bilirubin trong máu thì là bình thường, thì mình biết ngay là cái này là không phải tại gan rồi. Đấy. Thì là cái tiếp theo là nhiễm sắc tố vàng, giống như là khi chúng ta ăn uống một số những cái chất mà nó gây vàng đấy. Thế thì chủ yếu là lòng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Da thì ít vàng hơn, niêm mạc thì lại bình thường, củ mạc thì chắc chắn là bình thường. Nước tiểu thì cũng không có sắc tố mật và muối mật, và bilirubin máu bình thường. Thế và có một cái mà trên lâm sàng thì hay lẫn. Những cái này thì dễ hơn, bởi vì là cái củ mạc, cái sắc củ mạc này nó bình thường thì nó các bạn sẽ thấy nó không 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 ảnh hưởng nhiều. Nhưng có một cái là nếu như thiếu máu nặng ấy thì cái da nó xanh nhưng mà nó nhợt ra, nên nó lẫn cả xanh lẫn cả vàng vào, nên là nhiều khi mình nhìn ấy mình không phân biệt được chính xác là này cái này có vàng da hay không vàng da. Lý thuyết thì dễ, nhưng trên thực tế lâm sàng thì một số trường hợp khi mà bệnh nhân bạc màu da ấy, thì nó nhợt nhạt chứ nó không, mà nhưng mà nó lại có cái thiếu máu cho nên nó có cả ánh xanh, nên nhiều khi mình nhìn nó cứ hơi ngợ ngợ, không biết chính xác là bệnh nhân này là có vàng da hay không. Thì nếu trong trường hợp thiếu máu nặng, thường những cái này HB nó khoảng độ 6-70 chẳng hạn, thì có thể là nó đã có những cái hơi nhìn hơi khó, thì chúng ta sẽ thấy là da xanh nhưng mà niêm mạc bệnh nhân thì lại nhợt, để nó thể hiện cái thiếu máu. Và cái mắt thì không vàng, cái này là củ mạc mắt nhé, niêm mạc nhưng mà củ mạc nó cũng ấy, nhìn củ mạc dễ hơn thì nó cũng không vàng. Thế để chúng ta thấy, và thường nó sẽ là xanh nhiều hơn là vàng, để các bạn khi mà chúng ta phân biệt với các loại mà vàng da ở trên lâm sàng. Ngành y nó là một cái ngành thực hành, lý thuyết thì nó chỉ dùng để soi sáng thực hành thôi, còn trên thực tế thì chỉ có bệnh nhân là người mà giúp ta nhiều nhất. Đa số thì nó sẽ giống sách, giống lý thuyết khi các bạn học, nhưng mà trên thực tế thì có những cái nhìn quả thật là khó, và chỉ bằng thực hành thôi. Chúng ta khám càng nhiều, chúng ta càng nhiều có kinh nghiệm. Và tôi phải nói thật lòng là kinh nghiệm của bác sĩ hay là kinh nghiệm của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta thì đa số lại từ cái thất bại mà ra, chứ không phải là từ cái thành công. Thành công có quý không? Rất quý. Mà thành công ta chắc chắn là nhiều hơn thất bại rồi. Nhưng chính những cái thất bại nó mới để lại dấu ấn. Nó không giống bình thường. Chứ còn nếu mà giống sách ấy thì cũng không cần nhiều bác sĩ. Và nếu như càng sau này người ta sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo, người ta kết hợp tất cả những cái tinh túy của các thầy vào ấy, thì tôi phải nói thật sự là chúng ta lại càng bị phụ thuộc nhiều vào xét nghiệm. Bác sĩ ngày xưa ấy thì người ta cái kỹ năng khám lâm sàng rất tốt, phải quan sát, phải đánh giá. Nhưng bây giờ thì nhiều khi cái chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, chụp chiếu rồi xét nghiệm nó rất hiện đại, nó hỗ trợ nhiều. Nên nhiều khi chúng ta quên dần mất cái khám mà chúng ta phụ thuộc vào nhiều vào xét nghiệm hơn. Thế nên nếu như sau này mà lại có trí tuệ nhân tạo nữa thì những cái thông thường người ta đã phân tích cho rồi. Nên là có một cái may mắn là cái con người thì nó không như cái máy. 1+1 thì không phải lúc nào nó cũng là 2. Thế và có rất nhiều những trường hợp khi các bạn khám một lần không rõ, chúng ta lại phải khám lại 2 lần, 3 lần, có khi vẫn chưa rõ. Kể cả chúng tôi có những cái bệnh nhân nằm viện có khi hàng tháng trời mà chẩn đoán không ra. Gọi là không ra hoàn toàn thì không đúng, nhưng các bạn sẽ phải thấy các triệu chứng của bệnh nhân không phải lúc nào nó cũng điển hình. Nó có thể có cái này, nó không có cái khác. Hoặc là nó lúc thì nó có, lúc thì nó không. Hoặc là lúc thì nó cảm thấy rất mơ hồ. Thế và nó không đúng theo cái sách của chúng ta. Nhưng có một cái nguyên tắc như thế này thì luôn đúng này. Khi các bạn khám mà các bạn chưa lý giải được tất cả những cái triệu chứng của bệnh nhân thì câu chuyện nó chỉ xảy ra trước sau thôi. Nên có những cái bản thân tôi phải ngậm ngùi là tôi chấp nhận là đến giờ phút này tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi, tôi chỉ chẩn đoán được đến thế thôi. Và tôi follow up, tôi theo dõi bệnh nhân để tôi hy vọng là đến một cái lúc nào đó có những cái triệu chứng khác nó rõ dần ra và mình đối chiếu lại. Nên ngành y không phải là một ngành gọi là một con, không phải là một con số, mà là sự biến động, sự thay đổi theo cái lâm sàng, theo cái diễn biến bệnh, thì lúc đó các bạn mới chẩn đoán được.
Chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân, người ta gọi là nhiều khi cái chúng ta nhìn toàn thấy cái ngọn thôi, chứ còn cái gốc nó có thể gây ra rất nhiều những hiệu triệu chứng ở các cơ quan khác nhau. Và đấy là còn chưa kể một bệnh nhân có thể người ta có đến vài bệnh, chứ không phải lúc nào cũng chỉ có một bệnh để chúng ta khám là câu chuyện điển hình như thế. Ở bệnh nhân này thế này, ở bệnh nhân khác nó lại thay đổi, thậm chí có thêm bệnh này thì có bệnh rồi nhưng mà mình khám còn không thấy, có một cái làm tăng, có một cái làm giảm. Và các bạn sẽ thấy có khi cái xét nghiệm bình thường không có nghĩa là bệnh nhân không có bệnh. Đấy. Đấy. Lâm sàng thì nó hay hơn rất nhiều. Để thôi, hy vọng là bao giờ mà gặp các bạn ở bệnh viện chúng ta trao đổi thì có thể những cái tình huống lâm sàng mình bệnh án này các bạn sẽ thấy những cái câu chuyện của ngành y của mình nó hay hơn. Khi bệnh nhân mà chúng ta khám những cái bệnh nhân vàng da thì có một số những cái mà chúng ta phải cố gắng khám để đi kèm theo cái triệu chứng, để mà những cái triệu chứng này rất hay đi theo ở bệnh nhân vàng da. Thứ nhất là gan bệnh nhân có to không. Tí nữa chúng ta sẽ có bài khám bệnh nhân gan to, tôi sẽ chia sẻ sau. Thế hoặc là túi mật có to không, bệnh nhân này có sốt hay không. Gan to mà sốt mà đau gan nó lại là một chuyện. Thế gan to, túi mật to, vàng da, sốt nó lại là một chuyện. Nó đau, sốt, vàng da, nó theo cái thứ tự thế, nó có thể nó lại là một bệnh. Thế và ngoài những cái triệu chứng ở gan, ở túi mật, thế những cái ở hạ sườn phải hoặc là vùng thượng vị có đau không? Đau đấy có thể là cái triệu chứng của gan hoặc những triệu chứng nhiều khi nó có cả liên quan đến dạ dày. Ví dụ như là ung thư ở dạ dày, sau đó nó di căn sang gan chẳng hạn, hoặc là tụy chẳng hạn, nghĩa là có rất nhiều cái triệu chứng mà nó gọi là nó mix vào nhau. Thế và không phải lúc nào chúng ta có thể khám một cái chúng ta cũng có thể chẩn đoán được. Và bên lâm sàng mới thấy là rất nhiều bệnh khó. Và gan mật nó cũng là một cái mà một là rất thường gặp, cái thứ hai là cũng khó. Và các bạn sau này mà đi còn những cái vòng về bệnh học rồi vòng về điều trị mới thấy cái câu chuyện là chẩn đoán đã khó rồi, đến khi điều trị cũng khó. Có những cái bệnh nhân mà bị tắc mật mà chúng tôi điều trị đến cả mấy tháng, đa số thì cứu được, nhưng có những cái bệnh nhân mà sau được khoảng vài tháng vật lộn thì chúng tôi cũng phải chấp nhận là thua, không cứu được bệnh nhân. Mặc dù cũng không thiếu gì những phương tiện, kể cả là đã lọc máu cho bệnh nhân khá nhiều. Đấy. Tiếp theo nữa là những cái vết ngứa, vết gãi xước da, cái này cũng rất thường gặp. Như các bạn biết là bình thường thì những cái da của mình ấy, đặc biệt là những cái mà cái ngứa da này là do nó ứ lại cái bilirubin. Bilirubin nó cũng là một cái chất mà độc. Thế thì và nó ứ lại trên da nên người ta gãi. Bilirubin càng cao thì nó cái khả năng nó bị ngấm ra thì càng nhiều. Trong cái thời gian đầu ấy, khi mới thì nó chưa đến nỗi đâu. Nhưng mà bệnh nhân mà bị vàng da xong kéo dài mãn tính thì các bạn sẽ khám thì các bạn sẽ thấy họ gãi ngứa hết cả xước, hết cả tay, cả lưng, cả bụng. Có nghĩa là nhìn rất là khổ. Và cái cơ thể mình thì nhiều khi nó có một cái, nếu như những cái mà do ngoài cái chuyện ngứa do pin, nhiều người nó còn có những cái mà cho tăng cả những cái sản phẩm khác nữa. Thậm chí ví dụ đặc biệt là trong dị ứng chẳng hạn, bệnh nhân lại có thêm cái dị ứng ấy. Thế người ta gãi thì cái đấy nó là tăng histamine. Và nếu như khi mình càng gãi thì cái phản ứng của cơ thể nó lại càng tăng histamine. Thế thì những cái bệnh nhân mà dị ứng mà các bạn thấy người ta rất là dị ứng như vậy, hải sản hoặc dị ứng thức ăn ấy, mà người ta gãi nhiều thì cố gắng là khuyên bệnh nhân là cố gắng là giảm, kiểm soát chứ không phải gãi cho sướng tay, vì càng gãi thì nó càng tăng cái histamine thì bệnh nhân sẽ lại càng ngứa. Cái tiếp theo chúng ta phải xem nữa là xem bệnh nhân có bị xuất huyết không. Xuất huyết ở dưới da, xuất huyết ở niêm mạc, có chảy máu ở mũi, chảy máu ở chân răng không. Vì những cái chuyện xuất huyết này thì thường nó sẽ liên quan đến cái chức năng của gan. Và những cái mà gây ra chảy máu ấy, thì các bạn trên thực tế lâm sàng thì nhẹ thì các bạn hay thấy chảy máu chân răng. Chảy máu chân răng là cái hay gặp. Thế còn thì một số trường hợp mà nặng hơn thì thường là chảy máu nặng hơn nữa thì có thể còn xuất huyết cả tiêu hóa. Thế còn trong đa số các trường hợp mà các bạn có thể thấy chảy máu chân răng hoặc là những cái người vòng kinh họ lại nhiều hơn, nếu mà nó không may cái đợt bệnh
nó lại trùng với lại cái đợt hành kinh thì có thể là cái kinh nguyệt họ ra nhiều hơn hoặc là kéo dài hơn, cũng là những cái mà các bạn cần phải lưu ý. Phân thì bạc màu, phân bạc màu thì các bạn nhìn nhiều khi nhìn cái phân chim ấy, nó cứ rơi ở trên xe trên cổ của mình ấy, thì thấy cái phân nó màu nó bạc như thế, có những cái thì nó bạc trắng, có những cái thì nó hơi xám xám. Đấy, thế thì tùy theo cái mức độ mà cái cản trở cái đường mật để nó cái mật nó không thải được ra phân ấy, thì cái màu phân nó có thể nó thay đổi để là từ ở mức độ nó chỉ có bạc màu thôi, còn có những trường hợp mà mật mà nó không không tiết xuống phía dưới được ấy, thì thậm chí là phân nó trắng. Đấy, trắng như vôi ấy, trắng như cứt cò ấy. Đấy, thế thì đấy là mình dùng từ ngày xưa thôi, rồi trắng như cứt cò. Nhưng bây giờ không biết là mấy bạn sinh viên này có bạn nào còn không biết cứt cò như nào không? Đấy, thì nó trắng nó bạc như là vôi ấy, như phấn ấy. Đấy, tất nhiên những trường hợp ấy thì càng ngày sẽ càng ít, bởi vì là những cái khả năng phát hiện bệnh của mình bây giờ nó cũng tốt hơn rất nhiều. Ít khi mình để bệnh nhân đến cái mức mà nó triệu chứng nó trầm trọng hoặc là nó điển hình của bệnh nhân thì là chỉ giúp cho bác sĩ học thôi, chứ còn điển hình của bệnh nhân thì có nghĩa là tiên lượng bao giờ nó cũng xấu mất rồi. Thế bây giờ mình đang cố gắng để phòng bệnh hoặc là phát hiện bệnh sớm, chứ ít khi bây giờ ngày xưa đây, còn bây giờ tôi cũng ít khi mà nhìn thấy được cái phân mà nó như cứt cò lách to. Đấy. Thế thì là nó có thể cửa chủ. Thế thì nhiều khi là những cái xơ gan các bạn sẽ nghe thấy những xơ gan lách to rồi hội chứng mang đi rồi các thứ, thì những cái đấy là những cái bệnh mà nó sẽ liên quan với nhau. Đấy, hoặc là nó đồng hành cùng nhau. Sau này các bạn khi đã khám được một cái vàng da là mình sẽ phải xem là những cái kèm theo nó có những cái triệu chứng này nó có hay không có, để mình định hướng cái nguyên nhân. Thế thì những cái nguyên nhân mà vàng da ấy thì người ta xếp thành ba cái nhóm chủ yếu. Thứ nhất là vàng da do tan huyết. Đấy, vàng da do tan huyết này thì là phá hủy cái hồng cầu. Thì phá hủy hồng cầu thì nó sẽ tăng cái chủ yếu là tăng bilirubin tự do. Thế thì cái này thì người ta hay còn gọi là ở trước gan, thì các bạn sẽ phải thấy là những cái vàng da tan huyết này thì nó sẽ có những cái trường hợp là, một là những cái bệnh nhân bị bệnh về tan máu, thì cái thỉnh thoảng beta thalassemia chẳng hạn, cái thỉnh thoảng trong những cái đợt người ta tan máu là nó lại tăng cái bilirubin nó gây vàng da, hết cái đợt đấy nó lại ổn. Ngoài ra tan máu có thể là do những cái khi chúng ta dùng thuốc chẳng hạn, hoặc khi chúng ta bị ngộ độc chẳng hạn. Đấy, và một trong những cái nguyên nhân ở trong ngộ độc các bạn có thể gặp đấy là khí arsen. Arsen dạng khí tên là axit, khí arsin, thì đấy là một trong những cái chất mà gây tan máu mạnh nhất ở trong công nghiệp, chất công nghiệp gây ấy. Thì nhớ, chúng tôi thỉnh thoảng có những cái bệnh nhân mà người ta luyện quặng ấy, quặng ở những cái cơ sở người ta luyện quặng ấy, xong người ta phải sàng quặng ấy, nếu như cái quặng ấy mà lại có arsen thì cái lúc mà người ta sàng quặng, nghĩa là quặng ấy nó còn nóng, nó có cái khí của khí arsen ấy, thì nó sẽ gây tan máu kinh khủng luôn. Đấy, thế và những cái trường hợp ấy tan máu rồi tắc ống thận rồi suy thận rồi chúng phải lọc máu, thì những trường hợp ấy thỉnh thoảng trên thực tế lâm sàng chúng tôi cũng cũng có gặp, tuy nhiên thì nó không nhiều. Thế còn thì ngoài ra còn một cái nguyên nhân gì nữa mà cũng rất hay gây tan máu ở lâm sàng, ong đốt chẳng hạn, ong vò vẽ, và khi mà nó đốt nhiều thì nó gây những cái chất độc ở trong cái nọc ong ấy, nó có thể gây tan máu, nó có thể gây hủy hoại cơ giống như là tiêu cơ vân lúc nãy tôi nói đấy, và nó có rất rất nhiều những cái chất độc, kể cả chất độc về thần kinh, phá hủy cả mạch máu rồi gây những cái tổn thương mà gọi là DIC đấy, rồi đông máu trong mạch lan tỏa ấy. Thế thậm chí là những cái trường hợp sốc do những cái độc tố nó ảnh hưởng đến tuần hoàn. Đấy, các bạn thì mình thì nghe đến ong đốt nhưng mà chắc là trong đầu chưa hình dung hoặc không có nghĩ là ong đốt nó có thể nặng như thế, nhưng mà chỗ chúng tôi thì ong đốt là một cấp cứu nặng, đặc biệt là khi mà càng nhiều nốt
ong đốt thì cái nguy cơ nặng càng cao. Ví dụ 10 nốt, ok, câu chuyện không thành vấn đề. Nó có thể tiêu cơ vân, nó có thể suy thận nếu mà chúng ta điều trị không tốt. Thế thế nhưng mà ở những cái chỗ như chúng tôi thì mọi người cũng đều có kinh nghiệm rồi. Chuyện một vài chục nốt, 50 nốt thì không phải là cái mà đáng sợ lắm. Trừ khi bệnh nhân ấy lại không được điều trị sớm. Đấy. Hoặc là cái mức mà chúng tôi hay sợ là ví dụ bệnh nhân bị khoảng hàng trăm con đốt ấy. Nhiều khi cứ đến xong là bảo là 108 nốt, 108 thì bị anh hùng bảo hán ấy. Đấy. Thì lúc đó là có thể nó gây vỡ mạch, vỡ và hồng cầu hàng loạt. Thì các bạn thậm chí có những cái bệnh nhân mà nó nặng đến nỗi là chỉ vào viện sau khoảng 1-2 tiếng thôi hồng cầu nó vỡ, nhìn theo cái mạch của bệnh nhân ấy, kể cả tĩnh mạch ấy, nó đen xì cả vào, rất kinh khủng. Vì thường những cái đấy chúng tôi thay máu, thay thay plasma đấy, nghĩa là thay huyết tương, sau đó chúng tôi lọc máu liên tục để loại vợi những cái độc tố ở của ông. Thì đấy là vài cái tình huống trên lâm sàng các bạn có thể gặp. Còn tuy nhiên sau này đi lâm sàng thì cái mà chúng ta gặp là cái mức cái kiểu tan máu gì thì chúng ta đều có những cái cách xử trí tùy theo nguyên nhân. Và tan huyết cũng là một cái mà gọi là cái lĩnh vực rất là rộng, có những tan máu bẩm sinh, có những cái tan máu mà gọi là mắc phải, hoặc là có những cái mà khi chúng ta dùng thuốc hoặc là khi chúng ta bị ngộ độc. Cái thứ hai là những cái vàng da do nhu mô. Ở nhu mô này thì nôm na là ở tại gan. Đấy. Thì là rối loạn cái sự liên kết cái bilirubin tự do với lại axit glucuronic do là tổn thương tế bào gan. Bình thường thì gan nó sẽ tổng hợp cái để thành cái bilirubin kết hợp đấy trực tiếp đấy. Thế thế nhưng nếu như tổn thương mà nó không không ấy thì nhiều khi là cái sự kết hợp này nó kém và nó tạo ra những cái sản phẩm và cuối cùng là gây vàng da. Thế thì nghĩa là cái chức năng tạo mật của nó kém. Thế thứ tiếp theo là cái vàng da cơ giới. Cơ giới nghĩa là gì? Nghĩa là cản trở, có nghĩa là có mật rồi nhưng nó không thải ra ngoài được. Vì nó ứ lại, nó không thải ra ngoài được thì nó tăng là rất cao và nó sẽ thấm vào gan, nó sẽ gây thấm vào mật. Thế thậm chí từ mật đấy nó còn gây thấm mật ra phúc mạc, rồi sốc, rồi nó ngấm vào trong máu. Thế thế thì nó lại có thể hấp thu lại cái bilirubin vào trong máu. Về lâm sàng này, thứ nhất là nó kèm theo cái ba thể. Thế thì cái này thì gọi là chọn cái gọi là chọn cái điển hình nhất thôi, chứ còn thì không thể mô tả được từng cái bệnh cảnh của cái vàng da trước gan được. Thế thế nhưng mà cái vàng da tôi lấy chọn cái gọi là vàng da huyết tám. Vàng da huyết tám thì các bạn sẽ thấy là nó có nhiều, giống như tôi nói lúc nãy ấy, có rất nhiều cái nguyên nhân mà gây huyết tám. Ở đây là những cái mà để gọi là điển hình thôi. Thì các bạn sẽ thấy là với những cái bệnh nhân mà bị vàng da mà tan máu thành từng đợt ấy, từng bệnh ấy, thì ở Việt Nam thì cái tỷ lệ người mắc cái bệnh về huyết tám cũng khá cao. Nó là thuộc ở cái mức cao ở trên thế giới. Và trong những cái người mà bị cái huyết tám này thì nó lại cũng theo nhóm gọi là nhóm các dân tộc. Ví dụ là dân tộc Kinh thì có thể 2-4%. Thế dân tộc Mường thì có thể nó cao hơn 20% chẳng hạn. Thế thế nhưng có những cái nhóm ví dụ Tày này, Thái này hoặc là gì đó thì có thể nó lên từ 20-40%. Thế nếu như mà các bạn mà đi ở đến các vùng ở vùng biên giới nhà mình ấy, khi mà nơi mà có các nhóm người dân tộc ở nhiều ấy, chúng ta quan sát thấy những cái bạn nào mà ví dụ trán nó rô này, thế sống mũi gãy này, thế hoặc là nhìn nó cứ bụng thì to này, và nhìn thì lại thiếu máu này, thì những cái đó nhiều khi cái người ta gọi là cái bộ mặt của người huyết tám ấy, thiếu máu huyết tám ấy, nó cũng khá rõ. Và tất nhiên là thường không mấy, nếu như là ở cái thể ẩn thôi ấy, thì nó cũng đỡ, nó chỉ thiếu ở mức độ vừa phải. Nhưng có những cái người mà họ bị nặng ấy thì có khi là ngay cái này các bạn sẽ thấy ở trẻ trẻ, trẻ con ấy thì nhiều hơn. Đấy, thì là nhiều khi người ta cứ phải từng đợt người ta vào người ta truyền máu. Thế thế sau đó là vàng thì nó lại dùng thuốc để thải sắt nữa. Thì thôi các bạn sẽ tìm hiểu dần khi chúng ta đi lâm sàng hoặc là khi chúng ta học những cái vòng bệnh học thì các thầy cô cũng sẽ chia sẻ dần cho chúng ta. Thế thế và cái chức năng tạo mật của gan suy yếu, và chính vì tạo mật suy yếu nên là nó ứ lại và nó lại ngấm lại cái mà nó không thải được ra ấy vào trong máu, nên là nó sẽ gây ra những cái triệu chứng vàng da, nước tiểu thì sẫm màu, có sắc tố mật, có muối mật.
Đấy, phân thì nó ít được cái bilirubin này, nó ít vào ruột để thải qua đại tràng, nên các bạn sẽ thấy là trên lâm sàng bệnh nhân sẽ vàng da, nhưng mà vàng da thành từng đợt, và khi trong những cái đợt mà tan máu thì thường nó rõ hơn. Đấy, nó hết thì nó lại yên ổn một thời gian, xong nó lại có những cái đợt tan máu. Đấy. Thế thế và trong những cái đợt tan máu đấy thì thường bệnh nhân sẽ sốt, vàng da. Đấy, thì tí nữa những cái đặc điểm thì tôi sẽ chia sẻ. Cái loại thứ hai là vàng da nhu mô, nghĩa là tại gan đấy. Cái này là bệnh tại gan. Thì cái nguyên nhân mà ở Việt Nam thì tôi rất là tiếc là cái nguyên nhân viêm gan virus thì lại là một trong những nguyên nhân mà rất thường gặp. Nếu như là khi mà các bạn nghe những cái bài về viêm gan virus thì đặc biệt là cái virus ở đây thì có virus viêm gan A là những cái mà lây qua đường tiêu hóa, nên nếu như khi mà bị những cái đợt mà bị thì thường nó bị mà có những cái đợt dịch do viêm gan A thì nhiều khi liên quan đến đường tiêu hóa, thì họ hay ở những cái vùng ví dụ cái nhà ăn chẳng hạn, hoặc một cái khu công nghiệp chẳng hạn. Thế thì thường những cái đợt như này, hoặc là ở trường các cháu mà ăn ăn, ăn chế độ ăn ở trường ấy, thì nhiều khi cái viêm gan virus này nó thành dịch. Tuy nhiên cái lâm sàng của nó khá rầm rộ, nhưng mà cái gì hậu quả của nó thì cũng không quá nặng. Thế cái viêm gan virus ở Việt Nam nhóm A có gặp không? Có gặp. Thế thế nhưng tuy nhiên thì những cái nhóm phía đằng sau này này thì các bạn sẽ thấy phải ái ngại hơn. Thế mấy cái viêm gan phía sau này này, B, C, D, E này này, thì thường ấy, nó lại lây qua cái đường ví dụ như là truyền máu này. Thế thế ví dụ như là đường gọi là quan hệ tình dục này. Thế thì tất nhiên là mỗi cái loại viêm gan này thì nó có những cái nguy cơ ở cái nhóm người khác nhau. Trong đó thì có hai cái mà hay gặp nhất, đấy là viêm gan B và viêm gan C. Viêm gan B thì các bạn phải biết là ở cái tỷ lệ ở cái người Việt Nam ấy, nó từ 9 đến 20%, gần 20%, khoảng 19%. Nếu mà như thế để và tất nhiên là với những cái như thế này, tại sao lại cái khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu nó lại rộng như thế? Rộng đấy là tùy nhóm đối tượng. Tôi lấy ví dụ ở những cái người mà gọi là quan hệ tình dục mà nó hơi lộn xộn một tí, thế hoặc là những cái nhóm mà trong gia đình và vợ chồng chẳng hạn, hoặc là những cái liên quan những người mà lại sử dụng chung những cái đồ, thì cái nhóm viêm gan B này thế gặp nhiều, nghiện chích gặp cũng nhiều. Đấy, thì đấy là viêm gan B. Ở Việt Nam cái này không phải nặng mà là quá nặng nề. Đấy, và chỉ có điều là riêng viêm gan B thì mình đã có thuốc để phòng, có vaccine phòng, và vaccine của Việt Nam cũng rất tốt. Đấy. Cái loại viêm gan C thì ngoài viêm gan B thì nó lại còn hay bị mẹ sang con. Đấy, quan hệ tình dục, tiêm chích, làm răng, rồi những cái gọi là nôm qua qua đường máu đấy, tiêm truyền. Thế thì nhưng mà cái mà người ta rất ái ngại là ở những cái bệnh nhân mà mẹ mà lại viêm gan B, sau đó nó lại là tiến triển mà lại mang thai, thì cái nguy cơ mà mẹ truyền sang con sẽ rất nhiều. Thế thì sau này đi lâm sàng những cái viêm gan B này cũng sẽ được chia sẻ rất kỹ, và cái đơn vị chỗ chúng tôi điều trị thì không phải là nhiều mà là quá nhiều những người bị tổn thương gan, đủ các loại bệnh, từ do dùng thuốc này, từ do viêm gan B do bị mắc này. Và cái này viêm gan B về lý thuyết là phải điều trị lâu dài, tất nhiên mình phải theo dõi, đặc biệt là nếu bệnh nhân có đợt tiến triển thì phải điều trị lâu dài. Tiếp theo cái nhóm mà các bạn sẽ thấy đấy là viêm gan C. Viêm gan C thì hay gặp ở cái nhóm người ta gọi là tiêm chích hoặc là nhóm lọc máu. Đấy, thì gặp nhiều hơn. Còn D với E thì ít gặp hơn ở trên lâm sàng. Mặc dù cái đường lây của nó cũng như thế này, nhưng ở Việt Nam thì chúng ta thấy viêm gan B là những cái mà nó rất nhiều nguy cơ, nó rất nhiều những cái để thành viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan. Thế thế nhưng vì quá cái nhiều người bị quá nên mình cảm thấy là nó người ta cảm thấy là nó giống như là có đồng đội ấy. Đấy, người ta không đặt thành vấn đề, chứ chính những cái viêm gan B này mà ở trên thực tế thì chúng ta điều trị rất vất vả. Viêm gan C ngày xưa rất khó vì thuốc rất khó ấy, rất hiếm và sách nước ngoài về thôi, nhưng bây giờ thì rất may là đã có những cái phác đồ để điều trị có thể khỏi hẳn viêm gan C. Viêm gan B thì khó hơn. Xin lỗi các bạn, chị đang giảng bài, gọi là sao?
Thế thế thì đấy là cái về viêm gan virus. Riêng cái chủ đề về viêm gan virus này đó phải không phải nhiều mà là quá nhiều. Đấy, thế còn thì khi mà thậm chí ở những cái người viêm gan B này mà mẹ mà có viêm gan B tiến triển thì nhiều khi chúng ta đã phải chuẩn bị cả kháng thể. Đấy. Kháng nguyên là ví dụ chúng ta tiêm phòng là chúng ta tiêm vào xong cơ thể nó tăng dần cái phản ứng tạo thành kháng thể dần dần. Thế nên cái này là thường tiêm vào tháng thứ 1, 2, 3 sau đẻ. Cháu các cháu mới mới đẻ tháng 1, tháng 2, tháng 3. Thế nhưng mà nếu như là mẹ mà bị viêm gan B tiến triển mà muốn hạn chế để lây sang con ấy thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn kháng thể. Bây giờ thì có thể trong các bệnh viện có như ngày xưa ấy, là họ phải mua hàng xách tay về để sẵn tủ lạnh. Con đẻ ra một cái là tiêm luôn, nghĩa là nó có kháng thể luôn để nó tiêu diệt luôn viêm gan B. Chứ còn nếu mà lúc đấy mà đợi mới tiêm phòng mới để cơ thể sinh ra thì nó không kịp mất. Đấy, thì đấy là vài cái mà lưu ý. Cái tiếp theo nữa là về nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn thì cái mà để hay gây vàng da nhất là lepto, leptospira đấy, các bạn ấy gọi là xoắn khuẩn đấy. Thế thì cái đấy là chúng ta hay gặp nhất ở trên lâm sàng. Ví dụ bệnh nhân nào mà bị vàng như nghệ, nhiễm trùng vàng như nghệ ngày xưa giống như là xin lỗi các bạn mà mình cứ đi chợ hay bảo là lợn nó bị lepto ấy, đấy. Người nó cũng bị lepto đấy, nghĩa là cũng bị vàng da đấy. Thì thường những cái này là rất nặng vì nhiễm trùng nặng mà nó bị vàng da nghĩa là nó tổn thương gan và những cái này nó thường có tổn thương cả thận luôn. Cái tiếp theo là nhiễm khuẩn huyết thì thôi những nguyên nhân này nó nặng quá rồi. Mà nhiễm độc hóa chất thì giống như là cái mà lúc nãy mà tôi vừa trao đổi với các bạn ấy. Thế nhưng ngoài ra thì do thuốc thì cái mà chúng ta hay gặp đấy là những rifamycin và INH. INH này cũng là thuốc, hai cái thuốc này đều là thuốc chống lao. Khi các bạn đi lâm sàng mà ở đi qua những khoa truyền nhiễm hoặc là những cái viện lao thì mới thấy là dùng thuốc điều trị lao thì sợ nhất là bệnh nhân bị tổn thương gan. Gọi nôm na người ta gọi là viêm gan nhiễm độc. Đấy, viêm gan nhiễm độc. Thì cái này điều trị rất khó bởi vì không phải là mỗi vàng da đâu. Có nghĩa là nó viêm gan nhiễm độc là cái vàng da nó chỉ là một cái biểu hiện thôi. Chứ còn bệnh nhân sẽ suy gan, sẽ còn tăng cả NH3, nó sẽ còn rối loạn cái đông máu, nghĩa là nó rất là be bét. Tất nhiên lúc đầu thì nó sẽ thể nhiều khi nó chỉ thể hiện là cái tăng men gan thôi. Thế thì những cái bài mà về suy gan thì các bạn sẽ tìm hiểu dần. Và tùy theo cái mức độ tổn thương nhu mô gan mà bệnh nhân này có thể có kèm theo triệu chứng suy gan hay không. Để tính nữa đến cái phần mà cái hội chứng suy tế bào gan thì tôi sẽ chia sẻ. Cái nguyên nhân thứ ba là vàng da do tắc mật cơ giới. Thì tắc mật cơ giới thì có nghĩa là nó kết hợp rồi, nó có mật rồi nhưng mà nó lại không xuống được cái ống tiêu hóa. Như là cái phần giải phẫu thì các bạn sẽ thấy là cái gan nhé, sau đó là nó có cái ống ống mật chủ, từ nó tích mật từ các cái vi mật quản ấy, xong nó tập trung vào thế ống mật, xong nó lại tập trung vào đến nó có cái túi mật, xong xuống đến ống mật chủ. Từ cái ống mật chủ ấy thì gan nó mới đổ vào cái tá tràng. Đấy, và cái chỗ nó có một cái cơ gọi là cơ ốt đi, là nó thắt từ cái chỗ mà mật nó đổ vào tá tràng. Thế thế nên là trên cái đường ấy mà nó bị cản trở thì lúc đấy là mật nó không xuống được ruột, nó sẽ ứ lại ở gan, nó sẽ từ đấy là nó sẽ thấm vào trong máu. Nó ứ lại ở ở đường mật này, nó ứ lại ở trong gan mà nó thấm vào trong máu, nó sẽ làm tăng bilirubin mà nó gây vàng da. Thế thế thì bilirubin ở đây thì chủ yếu là vì nó kết hợp rồi nên tăng chủ yếu là trực tiếp, nhưng nếu kéo dài thì nó cũng không tổng hợp được, thì nó tăng cả trực tiếp vẫn gián tiếp. Chúng ta chú ý là như này, khi mới ứ lại thì gan lúc đầu nó còn nó ứ là nó sẽ mềm, nó to ra để nó chứa, nhưng nếu như là mà bị ứ mật kéo dài ấy, thì những cái vi mật đấy nó sẽ sơ ra nên nó mặt gan nó sẽ chắc và nhẵn, và gan nó to nhiều hay to ít là nó tùy theo cái mức độ mà ứ mật ở trong gan. Thế thì cái này thì cũng không khó hình dung. Và có một cái là nếu như là những trường hợp mà túi mật to thì cái đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng. Thì ở những cái có những trường hợp mà cái khối u nó chèn ép ấy, thì nó lại ngược lại nó không tiêu được nên nó phải ứ lại trong cái túi mật. Thế thì và đây thì cũng để thấy là khi mà chúng ta siêu âm mà mật ấy, thì chúng ta cố gắng siêu âm vào buổi sáng cái lúc đói ấy, thì cái mật nó còn ở trong túi mật ấy.
nó chưa tiêu hóa thức ăn, nó chưa tiết ra để tiêu hóa thức ăn, thì nếu như bệnh nhân mà có những cái tổn thương sỏi, tổn thương polyp mà ở dạng nhỏ thì dễ hơn cho các bạn khi mà chúng ta quan sát. Và nếu như khi mà bệnh nhân có tắc mật cơ giới ấy, thì có thể thấy thêm những cái tình trạng vì nó ứ mật mà nên làm cho bệnh nhân mà mệt mỏi, thần kinh thì mệt mỏi, mất ngủ, suy yếu, bệnh nhân ngứa và ứ mật lại. Thế và những cái mà nhịp thì chậm và những cái loạn nhịp có thể do tình trạng là muối mật nó kích thích cái thần kinh, cái bị phân nó bạc màu hoặc là nó trắng. Đấy là vài cái mà chúng ta sẽ phải thấy là những cái triệu chứng gặp. Nếu như là bệnh nhân vàng da do tắc mật cơ giới ấy, bệnh nhân tắc mật ấy, thì chúng ta sẽ thấy bilirubin tăng cao. Đấy, phân thì bạc màu. Đấy, thế và có sắc tố mật và muối mật. Và siêu âm thì các bạn có thể thấy có những trường hợp chúng ta sẽ thấy là đường mật ở trong gan thì giãn. Đấy, bình thường là ở trong gan nó có những cái đường mật nó chạy. Thế sau đó nó tập trung vào. Thế thì vì nó tắc ở dưới nên là cái ống mật chủ cũng có thể giãn. Từ ống mật chủ giãn xong là những cái ở trên gan nó cứ giãn dần lên. Đấy, chúng ta có thể thấy cả đường mật trong gan giãn, ống mật chủ giãn, túi mật thì to. Và nếu như một số những trường hợp mà khi mà soi dạ dày ấy, xong soi đúng tá tràng. Thế thế và người ta qua cái chỗ cơ út đi, người ta bơm chất cản quang, người ta chụp mật ngược dòng thì người ta có thể phát hiện được vị trí tắc ở của bệnh nhân. Có nghĩa là bình thường chúng ta người ta gọi là soi dạ dày tá tràng đấy. Thì bình thường cái ống nội soi ấy, nó đưa xuống dạ dày, sau đó người ta sẽ đưa xuống đoạn 2 của tá tràng và qua cái lỗ ở chỗ cái cơ út đi đấy, thì người ta bơm, người ta đến đấy mà người ta bơm cái chất quảng quang vào cái đường mật để xem là nó tắc ở đâu hoặc là nó cái chỗ nó chặn lại là như thế nào đấy, hoặc là thậm chí là đấy là trong những trường hợp mà khó, còn nhiều khi là ví dụ là chụp MSCT hoặc là chụp MRI chúng ta cũng có thể thấy được. Rồi, tuy nhiên thì bây giờ siêu âm rất là tốt nên nhiều khi là một số những trường hợp thì người ta siêu âm người ta đã có thể thấy được, bởi vì mật tế thì nó lại đa số lại là nhiều bệnh nhân nó sỏi nó không cản quang, sỏi cholesterol cũng chẳng hạn, thì nhiều khi là những cái bùn mật hay thì cũng không phải lúc nào chúng ta siêu âm nó không rõ như sỏi thận. Sỏi thận thì thường nó cản quang, cái sỏi mật thì không phải lúc nào nó cũng là loại cản quang. Thế và cái nguyên nhân mà hay thường gặp tắc mật cho cơ giới ấy, thì là bệnh nhân có thể bị sỏi mật, sỏi ống mật chủ là hay gặp nhất. Cái này thì sỏi ống mật chủ các bạn sẽ phải thấy có những người ta gọi là tam chứng vàng da, đau sốt vàng da. Đấy, cái tiếp theo là những cái run chui ống mật ngày xưa thôi, bây giờ thì có lẽ là ít gặp rồi, chỉ gặp ở những cái vùng xa thôi hoặc là ấy thôi, chứ còn ở Hà Nội thì cũng lâu quá rồi tôi cũng không còn gặp lại cái run chui ống mật nữa. Ngày xưa thì ăn uống nó cũng lộn xộn, ăn chín uống sôi thì cũng không phải mấy khi tuân thủ, uống nước lã rồi ăn hoa quả ăn các thứ, thì ngày xưa là cứ khoảng độ 6 một năm là phải tẩy giun định kỳ một lần, nhưng mà bây giờ thì trẻ con thì nó cũng không đến nỗi như ngày xưa nữa rồi. Thế tất nhiên là ngày xưa sức đề kháng nó cũng tốt hơn bây giờ, nhưng bây giờ mà uống nước lã là biết ngay. Đấy, còn ngày xưa thì đi học về mà uống nước lã là chuyện bình thường, cứ ra bể làm một cốc, làm một cái gáo dừa ấy là xong. Thế viêm sơ cứng cơ út đi đấy, giống như là các bạn thấy là bảo cái cơ út đi là nó giữa tá tràng, đoạn hai tá tràng với lại đường mật ấy, nó viêm nó sơ cứng này nó chèn hết ngoài đường mật và u bóng van te. Thế thế và nghĩa là đường mật đấy, ung thư đường mật, ung thư đầu tụy, ung thư đầu tụy, ung thư tụy là một cái ung thư rất là ác tính. Thế thế thì các bạn giống thấy như là ở những cái ung thư tụy này ác tính mà nhiều khi rất là khó chiến đấu. Steven Jobs ấy, cái ông mà cái quả táo cắn dở ấy, điện thoại ấy, cũng bị ung thư tụy đấy. Thế và hạch cuống gan do di căn sau đó nó chèn ép vào, thì đấy là vài cái nguyên nhân mà tắc mật cơ giới mà chúng ta thường gặp. Thế thì đấy là vài cái vàng chẩn đoán với lại vàng da khi mà chúng ta khám bệnh nhân. Thế thì các bạn thì có hỏi gì không? Hoặc là có ý kiến gì không? Xin lỗi, các bạn có câu hỏi gì không? Dạ không ạ. Chưa chưa có câu hỏi à?
Thế thì chưa có câu hỏi thì tôi cho các bạn nghỉ đến 3 giờ kém 10. Thì ta sẽ tiếp cái bài thứ hai là bài khám gan to. Và nếu ai có hỏi gì thì bây giờ cứ tập trung câu hỏi ra, sau đó là mình sẽ hỏi tiếp vào đầu giờ được không? Vâng ạ. Ok, rồi.